Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 1996. Chúng ta đang ở tại Sóng Thượng. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu mùa đông và cũng là buổi pháp thoại thứ hai của khóa tu. Mà pháp thoại này nói bằng tiếng Việt, có các đạo hữu ở bên Úc cùng được nghe. Trong hai mùa kết hạ vừa qua, chúng ta đã tu học với đề tài là truyền thống sinh động của thiền tập Phật giáo. Đây là mùa đông thứ ba chúng ta học về cái đề tài đó. Và chúng ta biết rằng chúng ta đã đi từ lịch sử thiền tập ở bên Ấn Độ và sang tới Việt Nam. Và chúng ta cũng đã thỉnh thoảng so sánh, đối chiếu với lịch sử thiền tập tại Trung Quốc. Mùa an cư năm ngoái, trong khóa tu mùa đông, chúng ta đã học tới phái Trúc Lâm và chúng ta đã học về giáo lý, tư tưởng và phương pháp hành trì của Trúc Lâm đại sĩ, người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm, người ngày xưa đã từng làm vua. Mùa đông năm nay chúng ta sẽ tiếp tục, nhưng mà mùa đông năm nay chúng ta sẽ để rất nhiều thời giờ để khảo sát về cái phương pháp thực tập, phương pháp thiền tập tại làng Mai. Cố nhiên chúng ta sẽ tiếp tục học về lịch sử thiền tập từ đời Trần cho đến bây giờ, nhưng mà chúng ta sẽ để rất nhiều thời giờ để mà quán chiếu về cái phương pháp thiền tập tại làng Mai, mà hiện giờ rất nhiều thiền sinh trên thế giới đang theo học và thực tập theo. Sáng hôm nay tôi muốn nói sơ lược về cái phương pháp thực tập quy y Tam Bảo. Có thể có những người trong chúng ta nghĩ rằng tam quy và ngũ giới là những giáo lý sơ đẳng dành cho những người cư sĩ. Kỳ thực tam quy ngũ giới là giáo lý rất căn bản cho tất cả mọi người. Giờ chúng ta đã tu học 30 năm hay 50 năm, chúng ta vẫn phải tiếp tục quán chiếu về Tam Bảo và thực tập quy y Tam Bảo. Và như chúng ta đã biết, quy y Tam Bảo không phải là vấn đề tín ngưỡng mà thôi. Quy y Tam Bảo là vấn đề thực tập. Khi chúng ta chắp tay lại và tuyên bố là chúng ta quay về nương tựa Bụt, thì đó mới chỉ là một lời tuyên bố. Con về nương tựa Bụt, nhưng mà con làm thế nào để về? Làm thế nào để nương tựa? Và Bụt là gì để cho con nương tựa? Tất cả những câu hỏi đó chúng ta cần phải đặt ra, chúng ta cần phải quán chiếu, chúng ta cần phải đi sâu để chúng ta thực sự có thể thực tập được cái điều mà chúng ta vừa tuyên bố là con về nương tựa Bụt. Tại vì khi mà chúng ta tìm ra được cái cách về nương tựa Bụt, thì tự nhiên trong tâm tâm nó có cái sự an lạc vững chãi và thảnh thơi bình tức. Còn nếu chúng ta chỉ tuyên bố con về nương tựa Bụt mà không thực tập,
thì những cái vững chãi an lạc tận thế đó chúng ta không có đạt được. Do đó cho nên chúng ta nên tự nhắc rằng quy tam bảo là một vấn đề thực tập hơn là một vấn đề tín ngưỡng. Trong ta nó có hai cực, một cực hướng thượng và một cực hướng hạ. Cực tức là cái pole. Khi mà chúng ta quay về nương tam bảo thì chúng ta đang đi về hướng phía hướng thượng, mà khi chúng ta quên, chúng ta sống trong quên lạc, chúng ta chìm đắm trong sân hận, u mê, ganh ghét, hận thù, thì lúc đó chúng ta không có đang thực tập quy tam bảo, chúng ta đang đi về cái hướng cái cực gọi là cái cực cực âm, nghĩa là cái phía hướng hạ. Có một điều rất màu nhiệm là hai cực đó, một cực hướng thượng và cực hướng hạ, nó có cùng một lúc với nhau, và cái này nó giúp làm thành cái kia. Nó không có cái cực hướng hạ thì sẽ không có cực hướng thượng, và không có cực hướng thượng thì sẽ không có cực hướng hạ. Và trong con người của chúng ta biết rằng nó có hai cái phương hướng, cái phương hướng hướng thượng và cái phương hướng hướng hạ. Nếu chúng ta đang không hướng thượng thì chúng ta đang hướng hạ. Và tu tập chánh niệm là để chúng ta làm thế nào để suốt trong đời sống hàng ngày của chúng ta biết rằng chúng ta đi đang đi về cực hướng thượng, và đang đi về cực hướng thượng thì chất liệu của an lạc, của thảnh thơi, của giải thoát nó có ở trong ta như là một năng lực, và đó là quy tam bảo. Quy tam bảo nó có cái hiệu lực lập tức. Cái giờ phút mà chúng ta thực tập quy tam bảo là giờ phút chúng ta đang có hạnh phúc, đang có vững chãi và đang có thánh thơi. Cho nên dù quý vị đã tu 30 năm hay 50 năm thì quý vị cũng vẫn thực tập quy tam bảo như thường, con về nương tựa Phật. Chúng ta hãy nhớ lại cái ví dụ hoa và rác. Hoa là một cái cực và rác cũng là một cái cực khác. Nếu chúng ta đang không đi về hoa thì tức là chúng ta đang đi về rác. Tuy vậy, rác vẫn không phải là kẻ thù của hoa và hoa vẫn không phải là kẻ thù của rác. Tại vì chúng ta nhìn sâu thì chúng ta phát kiến ra rằng rác nó được làm bằng hoa và hoa nó được làm bằng rác. Một cái hoa mà chúng ta không có săn sóc thì nó sẽ biến thành rác. Vì vậy cho nên rác rất là cần hoa. Và một cọng rác, nếu chúng ta biết chăm sóc, nó có thể biến trở lại thành hoa. Vì vậy cho nên hoa nó cũng cần rác. Đó là cái nhìn gọi là bất nhị, non-duality. Bởi vì vậy cho nên dầu trong ta biết có hai cực, một cực hướng thượng và cực hướng hạ, nhưng mà chúng ta không bày ra một thế trận tranh chấp ở trong con người của chúng ta. Chúng ta nhìn hoa, chúng ta mỉm cười, và khi ta nhìn thấy rác trong ta, chúng ta cũng mỉm cười, không có sợ hãi. Tại vì chúng ta biết rằng hai cái đó, hai cực đó nó nương vào nhau mà tồn tại. Đó là cái thuyết tương đối ở trong đạo Phật, cái relativity ở trong đạo Phật. Cái thuyết đối đãi này, relativity này, nó có khác với cái thuyết tương đối của bác sĩ Einstein. Nó là cái tuệ giác gọi là bất nhị. Và khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta nhận diện được hai cái cực đó trong chúng ta, một cái cực hướng thượng
và một cực hướng hạ, và ta ôm lấy cả hai cái. Cái tuệ giác của chúng ta biết chỉ cho chúng ta làm thế nào để chúng ta đi lên. Chúng ta đi lên mà vẫn không có ruồng bỏ, vẫn không có đập phá, vẫn không có chạy trốn cái cực hướng hạ. Tại vì chính cái cực hướng hạ, nếu chúng ta biết cách thì chúng ta có thể sử dụng nó làm năng lượng để chúng ta đi về phía hướng thượng. Cũng như người trồng rau mà biết cách sử dụng phân bón, phân xanh, thì biết rằng là những cái rác rến ở trong vườn, những cái vỏ cà chua, những cái vỏ cà rốt, những cái tờ lá mục, tất cả những cái đó đều có thể được sử dụng để làm ra những cái trái cà chua mới, những cái trái dưa chuột mới, và những cái bông hoa hướng dương mới. Do đó cho nên chúng ta không có cái thái độ trốn chạy, mà chúng ta lại có cái thái độ chấp nhận. Và nhờ chúng ta có cái thái độ chấp nhận đó, cho nên tự nhiên trong ta nó có sự bình an, và chúng ta có thể an trú được. Và dầu biết rằng trong người mình có rác, mình vẫn có hạnh phúc như thường. Dù biết rằng trong mình có khổ đau, có giận hờn, có si mê, mà mình vẫn mỉm cười được như thường. Tại vì mình biết rằng ở trong mình cũng có khả năng thương yêu, khả năng hiểu biết, khả năng chấp nhận. Và nếu mình học được phương pháp của Bụt, thì mình có thể sử dụng cái phần rác ở trong mình để mà làm lớn lên cái phần hoa trong mình. Tại vì mỗi khi cái phần hoa trong mình nó được đồng chạm tới, nó được săn sóc, vun bón, thì cái hạnh phúc, cái vững chãi và cái thảnh thơi là những năng lượng mà mình có thể làm phát sinh và thừa hưởng được. Vậy thì quay về nương tựa Bụt đó, nó có nghĩa là cái khả năng và cái sự thực tập nhận diện cái cực hướng thượng trong mình nó luôn luôn có đó. Mình có một đức tin là trong con người mình nó có một cái cực hướng thượng, nó có khả năng chánh niệm, khả năng hiểu biết, khả năng tha thứ, khả năng thương yêu, khả năng có hạnh phúc. Và điều này không phải là một mê tín, điều này không phải là một đức tin mù quáng, điều này là một cái mà chúng ta có thể kiểm chứng được. Trong chúng ta nó có hạt giống của chánh niệm, nó có hạt giống của định tâm, nó có hạt giống của hiểu biết, tuệ giác, nó có hạt giống của sự tha thứ, của sự thương yêu, của sự không kỳ thị. Và điều này chúng ta biết rằng không phải là một ý niệm mà là một sự thật. Chúng ta có thể biết được và kiểm chứng được bằng cái sự sống hàng ngày của ta. Có thể cái khả năng tỉnh thức, định tâm, hiểu biết và thương yêu trong ta đang còn yếu, nhưng mà nó có đó. Và vì vậy cho nên sự thực tập hàng ngày là để chạm tới, để xúc tiếp với những cái khả năng đó và để làm cho những cái đó nó càng ngày càng lớn. Cũng như là chúng ta có một số hạt giống của hoa, của trái. Chúng ta biết rằng đây là những hạt giống đang còn nhỏ bé, đang còn yếu ớt. Nhưng mà chúng nó đích thực là những hạt giống. Và nếu chúng ta gửi gắm những hạt giống đó vào trong lòng đất và mỗi ngày chúng ta làm công việc tưới tẩm, vun bón, thì những hạt giống đó sẽ nảy sinh thành ra cây, thành ra lá, thành ra hoa, thành ra trái.
và chúng ta sẽ được thừa hưởng cái hoa trái của sự vun bồi và tưới tẩm của chúng ta. Thì Bụt ở trong ta là sự có mặt của những hạt giống tốt, và vì vậy cho nên Bụt không phải là một ý niệm mà là những cái hạt giống có thật ở trong ta. Và mỗi khi ta nghĩ tới, ta tiếp xúc, ta tin tưởng vào những hạt giống đó, tức là ta đang quay về nương tựa nơi Bụt. Và quay về nương tựa như vậy, ta làm cho những hạt giống đó nó lớn lên. Và ta được cái năng lượng của niềm tin đó, nó bảo vệ. Những khi mà chúng ta đang sầu khổ, đang bực bội, mà nếu chúng ta biết theo dõi hơi thở, mỉm cười và tiếp xúc với những cái hạt giống của tình thương, sự tha thứ ở trong ta, thì tự nhiên cái năng lượng của Bụt nó phát sinh và chúng ta thấy chúng ta đang đi về cái cực hướng thượng. Mà đi về cực hướng thượng là hạnh phúc rồi. Nếu chúng ta không làm như vậy thì chúng ta buông thả thân tâm và chúng ta tuột dốc về cái phía hướng hạ, và trong cái thời gian đó chúng ta đau khổ. Do đó cho nên trong khi nhận ra rằng ta đang tuột dốc trôi về phía hướng hạ, thì chúng ta hãy tập nắm lấy hơi thở, hay thở vào, hay thở ra, hay mỉm cười và tiếp xúc với những cái hạt giống của Bụt ở trong con người của chúng ta, thì tự nhiên ta chẳng đứng được cái đà tuột dốc và chúng ta bắt đầu đi về cái cực hướng thượng. Và đây là sự thực tập của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Tại vì những hạt giống của buồn rầu, của ganh tị, của giận hờn, của chán nản, của sợ hãi, nó luôn luôn có đó như là những cái đống rác. Và nó cũng có khuynh hướng muốn phát hiện. Và nếu không có sự tu tập thì chúng ta trở thành nạn nhân của những cái năng lượng đó. Và như vậy thì những năng lượng đó sẽ bít lấp những cái năng lượng hướng thượng ở trong ta. Và vì vậy cho nên thực tập hơi thở, thực tập bước chân là những cái phương pháp rất là mầu nhiệm để chúng ta ngăn chặn cái đà tuột dốc về hướng, về phía hướng hạ, về cực hướng hạ, để chúng ta có thể chuyển cái năng lực chúng ta đi về cái phía hướng thượng có hạnh phúc. Khi mà chúng ta đang đi trên đường, hay là chúng ta đang nấu cơm, hay là quét nhà, mà cái năng lượng mà trong ta nó đang hướng thượng, thì có nghĩa là trong giờ phút đó chúng ta đã đang được cái sự che chở của Tam Bảo, Bụt, Pháp và Tăng. Chúng ta đang ở trong cái tình trạng an ninh, vững chãi và thánh thơi. Và khi một người khác nhìn thấy chúng ta đang quét nhà, đang rửa chén, đang đi thiền hành, đang làm điểm tâm cho đại chúng, thì người đó có thể thừa hưởng được cái sự có mặt của ta. Tại vì người đó thấy ta có an lạc, có vững chãi và có thảnh thơi. Và có thể là người đó đang tụt dốc, đang đi về cực hướng hạ. Và khi thấy được ta, tiếp xúc được với ta, người đó có thể ngưng lại cái đà tụt dốc của người đó, và người đó trèo lên lại và đi về phía hướng thượng trở lại. Và do đó cho nên cái sự có mặt của một sư anh, một sư chị, một sư em, một người bạn tu của mình, nó rất quan trọng đối với mình. Và đó cũng là sự thực tập quay về nương tựa tăng. Tại vì tăng tức là đoàn thể của những người biết thực tập quy y Phật trong đời sống hàng ngày. Nhờ anh thực tập quy y Phật, quy y Bụt, cho nên tôi được thừa hưởng. Và vì vậy cho nên tôi cũng trong đời sống hàng ngày thực tập
quay về nương tựa Bụt, để không phải chỉ có một mình tôi được hưởng cái năng lượng của sự tự do vững chãi và hạnh phúc, mà những người khác tiếp xúc với tôi, sống quanh tôi cũng được hưởng cái sự thực tập đó của tôi. Khi mà chúng ta thực tập quay về nương tựa Bụt, đồng thời chúng ta cũng đang thực tập quay về nương tựa Pháp. Tại vì nếu chúng ta đang hướng về cái cực hướng thượng, thì Pháp đang ở với chúng ta. Và chúng ta trở thành ra một thành phần tốt của tăng thân. Nếu chúng ta cần định nghĩa thế nào là một thành phần tốt của tăng thân, thì chúng ta có thể nói ngay rằng một thành phần tốt của tăng thân là một cái thành phần biết thực tập quy y Tam Bảo trong đời sống hàng ngày của mình. Tức là một người đang đi về cái cực hướng thượng. Nếu mình muốn phục vụ tăng thân, nếu mình muốn làm hạnh phúc cho tăng thân, nếu mình muốn có ích lợi cho tăng thân, thì mình thực tập quy y Tam Bảo, quay về những tự vụ trong đời sống hàng ngày của mình. Khi mình quét nhà, khi mình nấu cơm, khi mình rửa chén, khi mình đi, khi mình đứng, khi mình nói, khi mình cười. Và khi một người đang khổ đau, khi mình thấy một người đang khổ đau, đang tuột dốc, mình biết người đó đang không được bảo hộ bởi Tam Bảo, bởi năng lượng của Bụt, của Pháp và của Tăng, thì mình tới người đó, mình ngồi bên cạnh người đó. Mình ngồi với tư cách của một người đang được Tam Bảo che chở và hỗ trợ. Mình cầm lấy tay người đó, hay là mình nhìn người đó. Tuy là mình không có làm gì hết, không có khuyên nhủ gì hết, nhưng mà thực sự mình đang đem tới cho người đó cái quý nhất của mình, tức là tình trạng vững chãi, thảnh thơi và hạnh phúc của mình. Và khi mà người kia tiếp xúc được với cái đó, thì người kia có thể dừng lại cái sự tuột chức của mình mà trở về nương tựa vào Bụt, vào Pháp và vào Tăng. Khi mà chúng ta biết nương tựa Tăng, tức là biết thừa hưởng cái sự có mặt của những cái phần tử vững chãi, thanh thơi và hạnh phúc, thì đồng thời chúng ta cũng đang nương tựa vào Bụt và vào Pháp. Cho nên nhìn vào Tam Bảo, ba viên ngọc quý, thì chúng ta thấy rằng Tam Bảo cũng có cái tính tương tức. Trong ba viên ngọc quý, viên ngọc nào cũng có tính tương tức. Tức là nhìn trong Phật Bảo, chúng ta thấy Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nhìn trong Pháp Bảo, chúng ta thấy Phật Bảo và Tăng Bảo. Và tiếp xúc với Tăng Bảo, chúng ta tiếp xúc đồng thời với Phật Bảo và Pháp Bảo. Đó là tính tương tức của Tam Bảo. Quay về nương tựa một viên ngọc quý cho sâu sắc, là đồng thời quay về nương tựa với cả ba viên ngọc quý. Và chúng ta không cần thực tập học hỏi gì nhiều, chúng ta chỉ cần học hỏi về Tam Bảo, về phương pháp quy y Tam Bảo, về phương pháp quay về nương tựa Tam Bảo, là chúng ta có thể tạo ra hạnh phúc, an lạc, thanh thơi cho ta và cho những người chung quanh ta. Khi chúng ta nói tới giới, nói tới năm giới, thì chúng ta biết rằng năm giới là những cái phương pháp thực tập cụ thể. Nó thuộc về Pháp. Nó thuộc về cái viên ngọc thứ hai. Khi mà chúng ta sống đúng theo cái tinh thần của năm giới, khi mà chúng ta tự rèn luyện chúng ta bằng cái phương pháp năm giới, thì chúng ta an trú trong Pháp. Và khi mà chúng ta an trú trong Pháp,
thì cố nhân là chúng ta đang an trú trong Bụt và trong Tăng. Và như vậy, năm giới, thực tập năm giới cũng là quy y tam bảo. Tam quy là ngũ giới, và ngũ giới là tam quy. Ngũ giới là một phương pháp diễn bày tam quy một cách rất là cụ thể. Chúng ta thường dùng cái danh từ cấm giới, nhưng mà cái chữ cấm nó không được hay lắm. Cấm như là cấm đoán. Chữ giới nó hay hơn nhiều. Chữ giới nó có nghĩa là báo cho biết, báo trước cho biết. Cảnh cáo. Giới có nghĩa là nói rõ ra cho biết là nếu anh làm cái này thì anh sẽ bị cái này. Nếu anh mà không làm cái này thì anh không bao giờ sẽ bị cái này. Nếu anh làm cái kia thì anh sẽ được cái kia. Còn nếu anh không làm cái kia thì không bao giờ anh được cái kia. Đó là cái ý nghĩa của chữ giới. Giới có nghĩa là nói cho biết, báo cho biết, cảnh cáo cho biết. Và vì vậy cho nên giới có nghĩa là chánh niệm. Và giới ở đây không phải là những sự cấm cản. Giới đây tức là sự rèn luyện. Cho nên giới mà dịch là training thì rất là hay. Giới tức là sự rèn luyện. Người tu là tự mình rèn luyện bằng những cái phương pháp chánh niệm được diễn bày một cách rất là cụ thể trong giới và trong uy nghi. Uy nghi tức là cái vẻ đẹp được biểu lộ ra khi mà chúng ta sống chánh niệm. Khi mà chúng ta uống một ly nước mà có chánh niệm thì người ta nhìn vào cái cách uống nước của chúng ta, người ta thấy đẹp. Khi mà chúng ta đi đứng nằm ngồi có chánh niệm thì tự nhiên người ta nhìn thấy cái đẹp của cái sự đi đứng nằm ngồi của chúng ta. Và cái đẹp này được làm bằng một chất liệu của chánh niệm. Và cái đẹp này ở trong giới tu hành gọi là uy nghi. Cái đẹp này là cái đẹp chân thật, tại vì nó phát xuất ra từ cái bản chất có thật là uy nghi và giới. Còn nếu chúng ta giả bộ thì cái đẹp đó là một cái đẹp giả dối. Nó không phải là cái đẹp chân thực. Nó gọi là dạ trang thiền tướng. Nó không phải là uy nghi. Và vì vậy cho nên trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, khi chúng ta làm điểm tâm, chúng ta sửa soạn điểm tâm, chúng ta nấu cơm, chúng ta quét nhà, chúng ta dọn dẹp, chúng ta lái xe, chúng ta đi, chúng ta ngồi, chúng ta ăn, chúng ta uống, mà chúng ta có chánh niệm, thì cái uy nghi của chúng ta có mặt, cái giới luật của chúng ta có mặt, và vì vậy cho nên Bụt có mặt, Pháp có mặt, và Tăng có mặt. Bụt, Pháp và Tăng che chở, nâng đỡ, bảo hộ cho chúng ta 24 giờ đồng hồ một ngày. Và như vậy là ta an trú trong cái phép quay về nương tựa tam bảo. Vì vậy cho nên quay về nương tựa tam bảo là một giáo lý rất thâm sâu dành cho tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ dành cho những người mới bắt đầu tu học. Người xuất gia là những người có cái cơ hội được sống trong một cái tăng thân, có thể tu tập 24 giờ đồng hồ một ngày. Và
Người xuất gia phải thấy được cái sự may mắn đó của mình. Tại vì có những cái người ao ước được có thời giờ tu tập và sống với tăng thân, nhưng mà rất ít người được thỏa mãn cái ao ước đó. Còn khi mình đã được xuất gia mà mình đã được ở trong một cái tăng thân, trong đó mọi người đều thực tập và quay về nương tựa Bụt, Pháp và Tăng trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, thì mình có cơ hội lớn. Mà nếu mình không nắm được cái cơ hội đó để đi tới, thì đó là sự uổng phí rất lớn cho mình. Có những người xuất gia không tự biết mình là giàu có, là may mắn, lại đi tìm cái hạnh phúc và giàu có ở một phương hướng khác. Họ đi tìm cái hạnh phúc ở chỗ lợi dưỡng và cung kính. Lợi dưỡng và cung kính là hai cái bả dục vọng. Nó có thể làm hư cái đời của một người xuất gia. Lợi dưỡng tức là những cái tiền bạc, những cái của cải, những cái phẩm vật cúng dường, nó làm cho đời sống của mình có vẻ xa hoa, có vẻ sung túc. Thì chính cái đó nó làm cho cái đời sống của người xuất gia nó hư hỏng. Tại vì Bụt dạy rằng người xuất gia thì cái tâm và cái hình nó phải khác cái người thế tục. Và trong cái việc ăn uống, cái việc ăn mặc và cái việc ăn ở, ăn mặc và ở đều phải đơn giản và luôn luôn phải hơi thiếu một chút. Hơi thiếu một chút thôi. Gọi là tam thường bất túc. Tam thường là ba cái mình sử dụng hàng ngày, là cái ăn, cái mặc và cái ở. Thế đừng có khi nào nó đầy đủ quá, nó dư dật quá. Nếu mà nó sung túc, nó dư dật quá, thì nó có hại cho cái đời sống xuất gia của mình. Vì vậy cho nên bốn cái chữ tam thường bất túc là mình phải đi theo. Và vì vậy cho nên nếu mình để thì giờ của mình để lo cho có nhiều lợi dưỡng. Lợi dưỡng tức là ba cái đó lo càng ngày càng nhiều, thì mình làm hư hại cái đời xuất gia của mình. Và cái yếu tố thứ hai nó làm hại cái đời xuất gia của mình là cái sự cung kính. Cái sự cung kính của người tại gia đối với mình. Tại vì khi mà mình mặc cái áo của người xuất gia vào thì mình trở thành biểu tượng của Tăng Bảo. Và khi mình trở thành biểu tượng của Tăng Bảo thì người ta trông thấy, người ta sẽ nghiêng mình và hành lễ. Và nếu mình ngu si, mình tưởng là người ta đang cung kính cái ngã của mình, sự thực là người ta đang cung kính cái chất liệu Bụt, Pháp và Tăng mà mình đang đại diện. Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng rằng là có một lá cờ. Lá cờ đó có thể có nhiều màu sắc, nhưng mà nó chỉ là một lá cờ thôi. Sở dĩ người ta chào cờ là tại người ta đang muốn chào một cái gì nó to lớn hơn cái cờ. Đó là một cái tổ quốc, một tổ quốc coi như là mẹ của một cái đất nước. Và nếu cái lá cờ đó nó dương dương tự đắc thì rất là buồn cười. Tại vì người ta thực sự đang không có chào cái miếng vải đó, mà người ta chào một cái thực tại to lớn hơn và quan trọng hơn, là một đất nước, một dân tộc. Thì cũng vậy, nếu người xuất gia mặc cái áo thầy tu vào và được người ta cung kính và tưởng mình là oai lắm, tưởng là tất cả những cái sự cung kính đó là hướng vào cái đối tượng, cái ngã của mình, tức là mình sai lầm. Khi người ta hướng về mình là tại mình là biểu trưng cho Tam Bảo. Và khi họ xá mình á, thì họ tiếp xúc cái cực hướng thượng ở trong con người của họ. Và vì vậy cho nên những cái lúc mà người ta xá mình á, là mình phải biết làm thực tập như thế nào
để cho cái lúc đó mình cũng đang hướng về cái cực hữu tưởng ở trong mình. Mình nếu mình ngồi đó mà xá mà mình dương dương tự đắc thì tức là mình đang hướng hạ, cái người đang lại mình thì đang hướng thượng, còn mình là người bị lại thì đang hướng hạ. Đó là một cái điều rất là chua chát, nó rất là mâu thuẫn, rất là buồn cười, rất là trái ngược. Vì vậy cho nên cái bạ thứ hai nó làm cho ông thầy tu hư hỏng là cái sự cung kính của người ta. Ở trong truyền thống Nam Tông cũng như trong truyền thống Bắc Tông, nó có sự cung kính đối với những vị xuất gia. Và những vị xuất gia phải biết rằng cái sự cung kính đó rất là tốt, là tại vì khi người ta nghiêng mình trước Tam Bảo thì người ta tự động được hướng, được đi về cái cực hướng thượng, là tốt cho họ lắm. Còn nếu mà mình không có thực tập đàng hoàng á, thì trong khi người kia đang hướng thượng thì mình đang hướng hạ, và như vậy thì mình đi ngược lại, mình phụ cái ân của Tam Bảo mà mình cũng phụ những người đang yểm trợ cho mình trong cái sự tu học. Cho nên khi mỗi khi mà có một sư cô hay một sư chú mới xuất gia thì tôi thường căn dặn liền lập tức là khi mà con đã xuống tóc, con đã mặc chiếc áo của người tu rồi thì con tự nhiên trở thành ra cái biểu tượng của Tam Bảo. Và khi người ta lạy con thì con bắt buộc phải để cho người ta lạy. Con cũng không thể chạy trốn được, tại vì con là biểu tượng của Tam Bảo. Và vì vậy cho nên con phải học thực tập ngay từ cái lúc, cái ngày đầu tiên mà trở thành vị xuất gia, là con phải ngồi đó và con phải thực tập đi về cái cực hướng thượng ở trong con. Con làm cái tối đa mà con có thể làm được, con ngồi đó cho thật trang nghiêm, con thở, con tiếp xúc với Tam Bảo, con nuôi dưỡng cái ý thức rằng người ta lại đây là đang lại cái Tam Bảo qua cái hình thức xuất gia của mình, người ta không có lại mình đâu. Và vì vậy cho nên cái tự hào ở trong con nó sẽ không có khởi ra, mà cái tự hào trong con không khởi ra thì người ta có lại mình 1.000 lạy hay là 3.000 lạy thì mình vẫn không có tốn một cái chút phước đức nào của mình hết. Tại vì tất cả những cái lạy người ta đang lạy đó, nó đi qua mình và nó đi lên Tam Bảo, nó có vướng vào trong mình. Nếu nó vướng vào trong mình, nghĩa là mình nghĩ rằng người ta đang lạy mình và mình có sự dương dương tự đắc, thì tức là mình làm hư cả cuộc đời tu học của mình. Cái sự thật là trong giới xuất gia có những người đã trở thành ra đối tượng của sự kiêu căng ngã mạn, là cũng tại vì không có thực tập chánh niệm cho nên ngỡ rằng người ta đang quỳ lại cái ngã của mình. Nghĩ như vậy là sai lầm vô cùng. Và đó là một cái bẫy mà chúng ta phải cẩn thận, đừng có bị kẹt vào. Cái phương pháp để giữ thân, để đừng bị kẹt vào cái bẫy lợi dưỡng và cái bẫy cung kính, vẫn là trường quy Tam Bảo, vẫn là pháp quy Tam Bảo. Dù mình là một người mới xuất gia, mới có 3 ngày thôi, mà khi một người cư sĩ tới đảnh lễ thì mình vẫn phải ngồi lại để cho người ta lễ. Mình không có được cấm người ta có cái cơ hội để thực tập quay về nương tựa ba ngôi bảo. Tại vì vậy cho nên mình phải ngồi cho thật thẳng, mình phải ngồi cho thật uy nghi, và trong cái nội dung thì mình phải quán chiếu rằng người kia đang hướng về Tam Bảo, đang thực tập hướng thượng ở trong con người đó, và mình cũng phải xứng đáng với người kia, mình cũng phải thực tập như vậy. Và người đó đang đang hướng cái sự cung kính về chất liệu của Tam Bảo thực sự, còn cái ngã của mình là cái gì đâu mà để có thể tiếp nhận được sự cung kính của người đó. Nếu mà các con thực tập cái điều đó ngay từ khi xuất gia thì cái cuộc đời xuất gia của mình mới không có hư hỏng. Còn nếu ngay lúc bắt đầu mà đã vướng vào cái chuyện lời dưỡng và
cung kính thì cái đời tu của mình nó sẽ hư hỏng. Có những cái lúc mà thầy ngồi truyền giới, có hàng ngàn người thọ giới một lần, trong đó có những người tai mắt trong xã hội, mà tất cả những cái điều đó nó không có động tới được thầy, là tại vì thầy quán chiếu thì nghĩ rằng tất cả những người họ đang quỳ dưới đó, họ là đang tỏ lộ cái sự cung kính đối với Tam Bảo, mình chỉ là một cái biểu tượng, mình là một người đang giúp họ thực tập cái sự quay về nương tựa Tam Bảo, và mình phải làm cho trọn bốn phần của mình. Và vì vậy cho nên đứng về phương diện hình thức và đứng về phương diện nội dung, mình phải xứng đáng để cho họ có cơ hội tu tạo công đức và tiếp nhận giới pháp. Và vì vậy cho nên dầu có 1.000 người hay là 5.000 người hay là 100.000 người lại, thì thầy vẫn thấy thảnh thơi, không có ngán chút nào hết, là tại vì cái lại của họ không bao giờ động được tới đập tới thầy, và các con của thầy cũng phải thực tập như vậy mới được. Sự cung kính của người cư sĩ có thể tưới tẩm cái hạt giống ngã mạn nơi người xuất gia. Đó là một sự thật. Vì vậy cho nên người xuất gia phải cẩn thận lắm. Người xuất gia theo nguyên tắc là phải khiêm nhường hơn các người cư sĩ. Tại vì người xuất gia là người anh ở trong đạo pháp, là người thầy ở trong đạo pháp. Vì vậy cho nên những đức tính tốt đáng lý phải lớn hơn những người học trò của mình. Nếu học trò của mình có sự khiêm nhường mà mình không có sự khiêm nhường thì mình đâu có phải là thầy của họ được. Do đó cho nên đức khiêm nhường ở nơi người xuất gia phải lớn hơn đức khiêm nhường nơi những người học trò của mình. Thì cái đó mới thật là đúng cái nguyên tắc. Và trong sự thực tập hàng ngày, mình phải dùng cái chánh niệm để mà quán chiếu, để thấy rằng những cái hạt giống của rác ở trong mình, nó có đang càng ngày càng lớn hay không? Nó có đang càng ngày càng được chuyển hóa để tiêu diệt hay không? Cái điều này nó rất là quan trọng. Và đồng thời chúng ta cũng phải quán chiếu để xem những cái chất liệu của vững chãi, của thảnh thơi, của hạnh phúc có đang càng ngày càng phát triển trong chúng ta hay không. Quy y Tam Bảo, quay về nương tựa ba viên ngọc quý, là như tôi đã nói là vấn đề thực tập, chứ không phải chỉ là vấn đề của tín ngưỡng. Và nội một cái việc thực tập quay về nương tựa Bụt, quay về nương tựa pháp, quay về nương tựa tăng đã có thể đem lại cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc rồi. Chúng ta biết rằng theo lời của Bụt dạy thì tất cả đều vô thường, tất cả mọi sự, mọi vật đều vô thường. Điều này đúng với tất cả mọi hiện tượng, trong đó có cái hiện tượng gọi là đạo Bụt. Nếu tất cả đều là vô thường thì đạo Bụt cũng vô thường.
Thế nào gọi là đạo bụt vô thường? Đạo bụt vô thường nó có nghĩa là đạo bụt cũng chuyển biến từng giây từng phút như tất cả những cái hiện tượng khác trong cuộc đời. Trong cái thời gian mà bụt còn tại thế và giảng dạy hướng dẫn cho nhân loại thì chúng ta đã nhận thấy rằng đạo bụt vô thường rồi. Tại vì trong 45 năm giảng dạy, Bụt đã thay đổi cách giảng dạy để cho càng ngày cái sự giảng dạy của Ngài càng thích hợp với căn cơ của người theo Ngài tu học. Cùng một đề tài như là nhân duyên hay là ngũ căn, ngũ lực hay là quan niệm hơi thở, là Bụt có thể giảng khác nhau cho những nhóm người khác nhau. Cùng một giáo lý đó, khi giảng cho người cư sĩ thì Bụt giảng khác, và khi giảng cho người xuất gia thì Bụt lại giảng khác. Khi giảng cho người sơ cơ thì Bụt giảng khác, mà khi giảng cho người căn cơ thâm hậu thì Bụt lại giảng khác. Và vì vậy cho nên chính cái giáo lý của Bụt cũng cần phải được thay đổi. Tại vì giáo lý cũng là vô thường. Mà chính nhờ cái vô thường đó mà giáo lý đó nó còn là cái giáo lý đó. Phật pháp là một cái thực tại linh động, một cái gì sống, chứ không phải là một cái xác ướp để ở trong một cái bảo tàng viện. Chúng ta nhìn quanh chúng ta thấy có những cái sinh vật, tức là những cái vật sống, ví dụ như là cây tùng đây, bên tay phải chúng ta. Và vì nó là một cái sinh vật, một cái thực tại sống động, cho nên nó phải biến chuyển. Mỗi ngày nó ra thêm lá, nó ra thêm hoa, nó khác với ngày hôm qua. Và đó là dấu hiệu của sự sống. Thì đạo buộc cũng vậy. Nó phải thay đổi. Nó phải biến chuyển. Để nó vẫn còn là đạo buộc. Nếu cây này, nếu cây tùng này, nó không có thay đổi, nó không có chịu thay đổi, nó không có chịu khác với ngày hôm qua, thì cây tùng này bắt đầu chết. Nó có nghĩa là cây tùng này bắt đầu chết. Khi mà không có sự lớn lên, không có sự thay đổi, không có sự chuyển biến, là cái vật đó bắt đầu chết. Vì vậy cho nên muốn cho Phật pháp được trường tồn, được thay đổi, được trường tồn, được lớn lên, được vững mạnh, thì Phật pháp cũng phải thay đổi. Do đó cho nên chúng ta có thể nói rằng từ khi Đức Thế Tôn chuyển pháp luân ở trong vườn Lộc Uyển cho đến bây giờ, Phật pháp chưa bao giờ từng đứng yên một chỗ. Phật pháp luôn luôn thay đổi, luôn luôn lớn lên để có thể đáp ứng lại được với những nhu cầu khác nhau của từng lớp người đi tới tu học. Và vì vậy cho nên cái truyền thống thiền tập là một truyền thống sinh động. Và vì vậy cho nên cái chủ đề của ba khóa tu mùa đông của chúng ta là truyền thống sinh động của thiền tập. Nó đã là một truyền thống sinh động thì nó phải có sự biến chuyển. Và chúng ta thấy rằng có những xã hội khác nhau, có những cái căn cơ khác nhau, có những cái nền văn hóa khác nhau, và có những nhu yếu khác nhau, có những đau khổ khác nhau. Cho nên Phật pháp phải cống hiến những cái phương pháp tu tập khác nhau để có thể đáp ứng lại được những nhu cầu khác nhau của con người, của những cái thời đại khác nhau. Do đó cho nên những cái danh từ truyền thống sinh động là rất là thích hợp. Cái phương pháp của chúng ta thực tập ở tại làng Mai, nếu chúng ta nhìn sâu vào những phương pháp đó thì chúng ta có thể thấy được những cái gốc tích, những cái diễn biến, những cái hoàn cảnh
đã đưa tới sự thực tập của chúng ta ngày hôm nay. Tại sao chúng ta thực tập thiền hành như thế? Tại sao chúng ta thực tập ăn cơm im lặng như thế? Tại sao chúng ta thực tập hơi thở như thế? Tại sao chúng ta thực tập lại như thế? Tại sao chúng ta thực tập làm mới như thế? Tại sao chúng ta tổ chức tăng thân như thế? Tất cả những cái đó đều có lý do, đều có nguồn gốc. Và trong khóa tu này, chúng ta sẽ tìm hiểu cái nguồn gốc cũng như là cái phương pháp của những phương pháp thực tập ở làng Mai. Và như vậy, chúng ta cũng có cơ hội để nắm vững thêm những cái phương pháp đang được thực tập ở làng Mai. Các vị thiền sinh đã tới làng Mai tu tập trong vòng 15 năm qua chắc chắn đã nhận thấy cái điều đó. Là nếu mình không về làng một năm thì đến khi mình về làng, mình thấy những cái phương pháp thực tập ở làng Mai đã có thay đổi. Tại vì làng Mai là một cái cộng đồng tu học, trong đó có nhiều người đang tu học hàng ngày, đang tu và đang học hàng ngày. Và mỗi ngày nhờ cái công phu tu học cho nên mình khám phá ra những cái điều mới, mình có những kinh nghiệm mới và mình có thể cống hiến được những cái phương pháp mới. Ban đầu thì chúng ta có 5 cái lạy. 5 cái lạy là một cái đóa hoa nở ra trên cái kinh nghiệm thực tập của chúng ta trong bao nhiêu năm. Nhưng mà cách đó không lâu thì chúng ta lại có 3 cái lạy. Tại sao đã 5 cái lạy rồi mà còn 3 cái lạy? Tại vì 3 cái lạy là cái sự sinh sôi nảy nở không thể tránh được của 5 cái lạy. Thành thử ra chúng ta không thể nói rằng tôi đã về làng Mai rồi, tôi đã học hết những cái phương pháp thực tập của làng Mai rồi. Nói như vậy không đúng, là tại vì sang năm trở về làng Mai thì thấy những phương pháp thực tập nó không còn như trước nữa, nó đã được chuyển hóa, nó đã được bồi đắp, nó đã được thay đổi để có thể giúp ta một cách hữu hiệu hơn. Và làng Mai nó cũng giống như là một cái viện thí nghiệm, một cái phòng thí nghiệm và bào chế. Ở trong đó tất cả chúng ta đều mỗi ngày đều nghiên cứu, đều thí nghiệm, đều tìm tòi, đều bào chế. Và mỗi khi chúng ta phát kiến ra được một phương pháp tu tập mới thì chúng ta đem ra thí nghiệm. Có hiệu quả rồi thì chúng ta bắt đầu chia sẻ cho cái tăng thân lớn ở xung quanh chúng ta. Chúng ta vào cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21 có một lợi điểm lớn là chúng ta được tiếp xúc với những cái truyền thống tu tập khác nhau. Ngày xưa khi chúng ta ở trong cái quốc gia của chúng ta thì chúng ta chỉ biết được những cái pháp môn tu tập trong nước mà thôi, cho đến những cái kinh điển của các tông phái khác, của các truyền thống khác, chúng ta cũng không có được cái cơ hội để học hỏi. Bây giờ đây, nhờ cái sự mở tung của các biên giới, nhờ có những cái phương tiện thông tin tân tiến mà chúng ta có cơ hội được tiếp xúc với cái lịch sử thực tập, với cái giáo lý, với cái truyền thống của những cái địa phương khác. Chúng ta biết rằng cái truyền thống Nam Tông của Phật giáo Nam Tông ở Sri Lanka, và bây giờ chúng ta gọi là truyền thống Thượng Tọa Bộ Theravada, đã tồn tại 2000 năm.
Và chúng ta cũng biết rằng cái truyền thống, cái kinh điển của hữu bộ Satyavada ở miền Bắc Ấn Độ, ở Kashmir, tại vì hữu bộ đã đóng đô ở Kashmir trên 1.000 năm, và chính từ cái căn cứ đó mà các kinh điển của hữu bộ đã được phiên dịch ra tiếng là chữ Hán và truyền vào đất Trung Quốc. Thì trong cái thời gian 1.000 năm, 2.000 năm đó, nó không có cái sự thông thương tiếp xúc giữa hai cái truyền thống, một cái ở miền cực Bắc, một cái ở miền cực Nam. Vậy mà bây giờ chúng ta lại có cơ hội nghiên cứu kinh điển của cả hai truyền thống đó. Chúng ta có cơ hội học hỏi, nghiên cứu bốn bộ kinh A Hàm dịch ra chữ Hán từ truyền thống hữu bộ, và chúng ta có dịp so sánh cái nội dung của những kinh điển đó với những kinh điển viết bằng tiếng Pali ở miền cực Nam. Và cái công việc đối chiếu nghiên cứu đó có thể là một công việc rất là thích thú, tại vì hai cái truyền thống xa cách nhau cả đến 2.000 năm mà bây giờ tới lại với nhau, rồi chúng ta nghiên cứu những cái văn bản và chúng ta tìm thấy những cái điểm đồng và những cái điểm gì. Rồi mỗi khi tìm thấy những cái điểm đồng thì chúng ta biết rằng cái điểm này đã được chấp nhận, xác nhận trước khi hai cái phái nó chia chia lửa nhau. Rồi thì hiện bây giờ ở Âu Châu hay là và ở Mỹ Châu thì chúng ta có thể nói rằng hầu hết các truyền thống Phật giáo trên thế giới đều đang có mặt. Nếu chúng ta muốn biết về truyền thống Tây Tạng, truyền thống Tích Lan, truyền thống Zen hay truyền thống Miến Điện, thì chúng ta có thể tới và tiếp xúc với các truyền thống đó liền lập tức, tại vì tất cả các truyền thống Phật giáo trên thế giới hiện bây giờ đều đang có mặt ở tại Âu Châu và ở tại Mỹ Châu. Ngày xưa không có gì giàu gì mà có được cái cơ hội đó. Và cái sự tiếp xúc giữa những cái truyền thống Phật giáo khác nhau nó cho chúng ta cái cơ hội học hỏi và nhìn lại cái truyền thống của chính chúng ta, và chúng ta có thể khám phá được một cách sâu sắc những cái gì đã được giấu kín, có sẵn nhưng mà giấu kín trong cái truyền thống của chính chúng ta. Do cái sự tiếp xúc với một truyền thống khác mà chúng ta có thể trở về với cái truyền thống của chúng ta và khám phá được những cái mà ngày xưa chúng ta không để ý tới. Và vì vậy cho nên cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21, cái sự học Phật nó trở thành ra một cái niềm vui rất là lớn. Và nếu chúng ta trong cái niềm vui đó mà biết giữ đừng để cho cái khuynh hướng chỉ muốn làm học giả nó chiếm cứ, nếu chúng ta biết rằng cái sự thực tập nó quan trọng vô cùng, thì chúng ta có thể tận tận hưởng được những cái phương pháp thực tập mà đã được trao truyền lại trong các cái truyền thống, và chúng ta có thể học hỏi và thực tập một cách thông minh để những cái chuyển hóa trong thân tâm có thể xảy ra một cách dễ dàng và mau chóng, thì chúng ta có thể thừa hưởng được cái sự có mặt của các truyền thống quanh ta một cách đầy đủ. Ở Việt Nam, chúng ta biết rằng ngày xưa, từ cái thế kỷ đầu
của kỷ nguyên chúng ta đã có đạo Bụt rồi, và cái trung tâm Ly Lâu ở tại nước ta là một trung tâm Phật giáo phồn thịnh vào đời Hán. Rồi chính từ cái trung tâm Ly Lâu đó mà Phật giáo được truyền sang miền Nam Trung Quốc. Và chúng ta biết rằng Thiền sư Tăng Hồi của chúng ta đã sống ở đầu thế kỷ thứ 3 và đã hành đạo trong đầu thế kỷ thứ 3 tại đất Giao Châu, và sau đó được mời và được đi qua miền Nam Trung Quốc hồi đó là Nhà Ngô để mà truyền bá thiền học. Và trong sách vở người ta ghi nhận là cái ngôi chùa đầu tiên ở miền Giang Tả, ngôi chùa gọi là Kiến Sơn, đã được lập lên cho Thiền sư Tăng Hồi tới từ Giao Châu. Chúng ta biết rằng cái thiền tập của chúng ta hồi đó đã là thiền tập có tinh thần Đại Thừa. Chúng ta cũng biết rằng những cái văn bản của sự thực tập thiền là những cái kinh căn bản mà tất cả các cái truyền thống Phật giáo đều trân quý, như là những kinh Quán Niệm Hơi Thở, hay là kinh Niệm Xứ, hay là kinh Người Biết Sống Một Mình. Thì những kinh điển đó hiện bây giờ đã được phiên dịch, đã được chú giải, và hiện bây giờ chúng ta được tiếp xúc lại và học hỏi lại những cái phương pháp thiền tập đã được giảng dạy và đã được làm theo trong thế kỷ thứ 2 và thứ 3 ở tại đất Giao Châu ngày xưa. Tại Việt Nam, chúng ta cũng đã thừa hưởng được cái sự thực tập của Thiền Tông truyền xuống từ Trung Quốc với những cái phương pháp thực tập thoại đầu và công án. Ở tại Việt Nam, chúng ta cũng có sự may mắn, có sự có mặt của Nam Tông ở trong miền Nam. Và vì vậy cho nên trong thế kỷ thứ 20, chúng ta mới có cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thống nhất ở đây, nó có nghĩa là sự có mặt của Bắc Tông và Nam Tông. Một cái tổ chức Phật giáo, trong đó có sự có mặt của Bắc Tông và Nam Tông cùng làm việc chung với nhau trong một cái hình thức giáo hội, đó là một cái hiện tượng duy nhất mà chỉ xảy ra ở Việt Nam mà thôi. Khi mà chúng ta nghe tới danh từ Phật giáo thống nhất thì chúng ta nghĩ rằng là các tổ chức Phật giáo ngồi chung lại, nhưng mà chữ thống nhất ở đây nó còn có nghĩa đẹp đẽ hơn, sâu sắc hơn, là sự có mặt của hai truyền thống Bắc Tông và Nam Tông trong cùng một tổ chức giáo hội. Và khi chúng ta đọc lại lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta thấy tinh thần Phật giáo thống nhất nó đã có sẵn từ đời Lý và đời Trần. Và đời Trần chúng ta có một vị quốc sư tên là quốc sư Nhất Tông. Nhất Tông tức là một tông phái. Trong khóa mùa đông năm nay, thế nào chúng ta cũng sẽ được học về cái gọi là Đạo Bụt nhập thế. Tiếng Anh gọi là Engaged Buddhism. Nói dài dòng hơn là Đạo Bụt đi vào cuộc đời, Đạo Phật đi vào cuộc đời. Ngày xưa, nghĩa là vào khoảng năm 1930-35, thì các vị học giả, các nhà Phật học trong xứ ta đã dùng danh từ nhân gian Phật giáo. Nhân gian Phật giáo là cái danh từ mà bây giờ chúng ta dịch là Đạo Bụt nhập thế, Đạo Bụt đi vào cuộc đời,
hoặc là engage Buddhism. Cái từ engage Buddhism đã trở thành ra một cái từ quen thuộc trong giới Phật tử Tây Phương. Và cái đó, cái danh từ đó, nó đã được sáng tạo ở Việt Nam. Và nó có thể nói được cái khuynh hướng hiện thời của đạo Bụt Việt Nam. Tức là đạo Bụt được thực tập ngay trong đời sống của xã hội, được thực tập ngay trong đời sống hàng ngày, được thực tập bởi cả những người cư sĩ, chứ không phải là chỉ được thực tập trong tu viện do những người xuất gia chủ trì mà thôi. Thì có thể nói rằng cái đề tài của khóa tu mùa đông năm nay là Engage Buddhism, tức là đạo Bụt thực tập ngay trong đời sống hàng ngày. Chúng ta sẽ tổ chức những cái buổi pháp đàm, và chúng ta sẽ để ý để cho những buổi pháp đàm đó nó đừng đi quá xa, đi quá sâu về phương diện là nghiên cứu lịch sử. Chúng ta sẽ tổ chức pháp đàm như thế nào để cho mọi người trong khóa tu có thể nắm càng ngày càng vững những cái pháp môn được giảng dạy ở tại Làng Mai, và để cho sự thực tập của chúng ta càng ngày càng vững chãi. Tại vì chính cái sự thực tập vững chãi nó đưa đến sự chuyển hóa, và nó giúp chúng ta trở nên chỗ nương tựa cho biết bao nhiêu người Phật tử họ đang tìm kiếm những cái pháp môn và những cái phương pháp thực tập để có thể chuyển hóa những khổ đau của họ. Thưa đại chúng, bắt đầu từ khóa tu mùa đông năm nay thì chúng ta sẽ thức dậy sớm hơn một giờ nữa và đi ngủ sớm hơn một giờ. Thời biểu sẽ được phân phát chiều hôm nay. Chúng ta sẽ thức sớm hơn một giờ và phải ráng đi ngủ sớm hơn một giờ. Và các sư em hỷ nghiêm, như hỷ nghiêm được yêu cầu may những cái túi bằng vải để đi chợ. Tại vì bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta sẽ không có tiếp nhận những cái túi ni lông ở tại các chợ nữa. Chúng ta tuyệt đối không có đưa thức ăn về nhà bằng những cái túi ni lông. Và chúng ta phải đem những cái túi vải của chúng ta may để đi chợ. Và khi những cái túi đó dơ thì chúng ta bỏ vào máy chúng ta giặt thôi. Thì xin các tất cả các xóm ở tại Làng Mai thực tập nghiêm chỉnh cái nguyên tắc này. Chúng ta ráng sử dụng càng ít những cái vật dụng bằng ni lông, từng nào thì quý từng đó. Tại vì mỗi cái bao rác như vậy bằng ni lông thì chỉ cần có một giây đồng hồ là làm ra. Nếu muốn cái bao rác đó trở thành đất trở lại thì phải 200 năm nó mới trở thành đất trở lại. Do đó cho nên chúng ta thực tập chánh niệm, chúng ta phải biết áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Xin đại chúng ngồi cho đẹp, chúng ta thỉnh ba tiếng chuông cùng thở với nhau. Úc Châu cùng ngồi thở với Âu Châu. Và mùa đông cùng ngồi thở với mùa hè. Thank you.